Oh yeah, trời sáng rồi. Và hôm nay là cuối tuần nha mọi người ơi. Thì hôm nay cuối tuần thì mình sẽ làm một cái video đặc biệt luôn. Thì trước tiên là dậy về ngắm nghía cái xem là đẹp trai không, còn đẹp trai không hay là sau khi ngủ giờ nhìn như thằng ngố rồi. Không ngố mọi người ơi, mình vẫn thấy là mình đẹp trai luôn. Và bây giờ mình sẽ đi rửa mặt nha. Ai, phải rửa cái mặt cái cho tỉnh táo tàu lên. Rồi, ok. Và hôm nay hình như là có cái món đồ mới đúng không? Cái món đồ chiến binh Manji đó, 118.000. Và hôm nay mình sẽ mua cái bộ đồ này để mặc đi leo tháp nha. Bây giờ mình trước tiên là mình mua đã. Và mình cũng đã mua sẵn cái bộ đồ chiến binh Manji này rồi nha. Và bây giờ sẽ vào để mặc xem nó ngầu như thế nào đây. Đó, nhìn là cũng khá là ok đấy, nhưng mà có lẽ là mọi người vẫn thấy nó hơi sơ sài đúng không? Bây giờ mình sẽ mặc thêm cái kiếm cho nó nha. Đấy, thêm được cái kiếm, kiếm này lại đập đập được, ừ khá là hay luôn. Bây giờ mình sẽ ra đấu với lại cái con gấu của nhà mình nha. Đấy, chém nó vài phát đi. Đấy, xong rồi. Và mọi người nhìn thấy nó vẫn chưa được đẹp lắm đúng không? Đố mọi người biết vì sao cái bộ đồ này nó chưa được đẹp lắm ấy? Ai mà À, vì do cá quân chưa phối đồ theo cách riêng đấy mọi người ơi. À thế à? Thì ngay sau đây cá quân sẽ triển luôn cái trình phối đồ của mình nha. Và trước tiên thì mình sẽ đến với đôi giày cần sửa sang nha. Mình sẽ đeo cái đôi giày chiến binh vào để cho nó ngầu hơn nha. Chứ cái đôi giày hiện tại thì trông nó rất là hiền luôn. Nó vẫn chưa ra dáng chiến binh lắm. Đấy, thay sau khi thay cái đôi giày vào nhìn rất là chiến đúng không? Và tiếp theo là đến cái kính. Mình sẽ chọn cái kính xe đạp. Mình muốn thêm chút trẻ trung vào cho nó đẹp ấy. Và tiếp theo thì đến với cái chanh gai. Mọi người biết vì sao mình chọn cái chanh gai này không? Tại vì nó tăng thêm cái độ ngầu con nhân vật lên ấy. Và đến với cái ba lô thì mình sẽ chọn cái áo choàng nha mọi người ơi. Nhìn ba lô hoa trắng thì cũng khá là đẹp đấy, nhưng mà mình sẽ chọn cái áo choàng siêu nhân cho mọi người. Vì chọn áo choàng siêu nhân thì cảm giác là nó ra dáng chiến binh hơn, chứ ai đi chiến đấu mà lại đeo ba lô bao giờ đúng không? Đúng đúng đúng, hợp lý. Rồi, và bây giờ mình sẽ đổi màu da màu xanh nữa. Đấy, thế là quá là ok rồi. Mọi người thấy như thế nào? Bộ đồ của cá con phối nó có đẹp hay không thì mọi người hãy comment xuống bên dưới nha. Thì sau khi phối đồ xong thì mình sẽ đeo thêm cái kiếm cho nó luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ chém cái con bí ngô này này. Nhìn cực kỳ là ngầu luôn ấy. Đó, vừa nãy mọi người thử nhìn lại cái bộ đồ vừa nãy mình mặc mặc định ấy, và với lại cái bộ đồ phối của cá quân bây giờ nhìn nó có khác bọt không? Trời ơi, nhìn cực xịn luôn. Và ok, bây giờ chúng ta cùng đi chiến tháp nha. Thì trên đường chiến tháp mình sẽ chọn một phương tiện đi, đó chính là cái ván trượt. Và mọi người sẽ được thấy cái độ ngầu khi cái con này ở trên ván trượt nha. Đấy, mọi người nhìn gì chưa? Đó, nhìn như kiểu Na Cha luôn, trong phim Tô Ngộ Không luôn mọi người ơi. Không khác một tí nào luôn ấy. Đấy, nhìn cực kỳ là ngầu luôn. Đó, đó là cái lý do mình chọn cái ván trượt nha. Và chúng ta cùng vào camping nào. Thì hiện tại là mình đang top 19 và bây giờ có lẽ là sẽ không lên được top 18 đâu, trừ khi top 18 bạn ấy nghỉ. Bây giờ AD fix một ngày chỉ được có hai mươi mấy điểm thôi mọi người ơi. Mọi người chơi đến mấy thì cũng không có được nhiều điểm đâu. Và vào chủ đề chính, đó chính là cái map mới này nha. Thì cái map này có cái map cam kia là map tổ của mình mọi người ạ. Và hiện tại các quân đang tập tành cái trích mới của cái map cam. Thực ra nó không phải là trích mới mà là nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ các quân mới tập luyện thêm ấy cho nó nhuần nhuyễn ấy. Thì bây giờ mình cứ lấy cái top đã, tí nữa lấy cái top xong thì mình sẽ đi trích khác nha. Hiện tại là mọi người thấy cái trích quen thuộc như cá quân hay đi đúng không? Đó, tí nữa mình lấy cái top và mình sẽ thể hiện cái đường trích mới nha. Rồi, cái map cuối thì là cái map map này cực kỳ dễ rồi.
Nhưng mà nhiều khi mọi người chủ quan là rớt đấy. Tại vì nhìn nó rất là dễ đúng không? Nhưng mà đôi khi nó bị trượt chân cơ. Ui, cá quân cũng hay bị trượt chân ở cái map này này. Trượt ảo ma lắm. Ok. Thì cái map này mình được cái top 6. Và bây giờ mình sẽ đi xuống cái map cam để có thể thể hiện cái trick mới nhá. Như vừa nãy mọi người vẫn nhìn thấy cái đường quyền quen thuộc khi mà cá quân đi map cam đúng không? Và bây giờ mọi người chuẩn bị được xem cái đường quyền mới nè. Đó, cái đường quyền này đi nhanh hơn nha, nhưng mà nó khó hơn. Rồi xong luôn, phát đầu thì xịt rồi. Đi nhanh hơn nhưng mà đồng nghĩa với việc khó hơn nha. Mọi người cứ tập luyện cái ban đầu đi, giống của cá quân lúc mà chưa có top ấy. Đấy, mọi người cứ tập luyện cái ban đầu đấy đi. Sau đó thì sẽ nhảy như kiểu cá quân hiện tại đây này. Đó, đó rồi, lần này thành công rồi. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang map mới nha. Map này thì mình sẽ cố gắng mình lấy được cái top 1. Rồi, nhìn map cũng khá là xịn đấy, chứ không đùa đâu. Rồi, map này thì có một map đợi, đó chính là map số 3, nhưng mà map đấy đợi không đáng kể. Còn cái map số 2 này mọi người đi căn cho chuẩn vào nha, không là bị rớt cái đoạn cầu thang nhiều lắm ấy. Rồi, liệu có qua được không đây? Thôi, cái đoạn này thì bình tĩnh thôi, chứ không lại rớt xuống map 1 là toang tôi luôn. Gì kia? Idol cá quân. Rồi, trời ơi, cảm ơn bạn đã nhận ra mình nha. Đi đâu cũng nhận ra thế này. Rồi, qua được map tím rồi. Và tiếp theo, cái map màu cam này, cái map tổ ong này thì mọi người đi cái cầu thang cũng rất là khoai luôn đấy. Mọi người tập luyện nhiều sẽ được như video của cá quân vừa nãy đi nha. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua cái con nhân vật khác nha. Và đố mọi người biết mình sẽ chọn con nhân vật nào. Đoán đi mọi người. Và ok, đáp án đúng dành cho các bạn chọn vào cái con bình thường nha. Trước khi vào thì mình cứ chém chém vài phát. À, xài có thanh niên để mình test kiếm đây rồi. Trời ơi, chém vào vài phát xem. Ui, không thấy nói gì mọi người ơi, chắc là bạn ấy trèo hay sao ấy. Em đánh chết cha bây giờ. Chặt như này mà vẫn không thấy nói gì. À thôi, vào luôn nhá. Hãy nhây nhây tí nữa bạn ấy thức dậy, bạn ấy chém lại thì thôi đúng toang luôn. À, bắt đầu qua map mới nè. Và cái map này thì nó cũng có map khá là khoai đấy, đó chính là map số 3, 4 và 5. Map số 3 thì nó là cái map mà ô vuông rồi. Đấy, thì mọi người nhìn cái map ô vuông, mọi người nhìn ớn đúng không? Những bạn nào mà mới leo thì chắc chắn là nhìn sẽ thấy ớn rồi. Còn map số 4 thì nó lại là cái map là khoai cái đoạn cầu thang nha. Thề luôn, đi cái map số 4 khoai nhất cái đoạn cầu thang luôn, còn lại là dễ ợt à. Đoạn cầu thang nó dễ bị trượt chân lắm nha. Đấy, thấy chưa? Đó, 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 đó. Vừa mới nói xong đã bị trượt chân rồi. Còn cái map số 5 kia thì cũng khá là trượt chân ở cái đoạn đường tắt luôn. Khá là dễ trượt chân đấy. Rồi, thì hiện tại là cá quân đã vượt qua tất cả các map, chắc chắn là sẽ lấy cái top 1 rồi mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi chuyển sang cái con nhân vật mới nha. Và con nhân vật tiếp theo thì mọi người sẽ đoán là mình chơi cái con gì đây. Mọi người đoán là mình chơi nhân vật to đúng không? Nhưng mà không, mình sẽ chơi con vân nhân vật nhỏ nha. Thì mọi người lại bị lừa đấy. Nhưng mà mình lại chọn nhân vật to cơ. Ảo thật đấy. Rồi, nhìn con nhân vật to nhìn khá là đô luôn. Con này đi chém thì mới gọi là có lực đây này. Chứ mấy cái con lùn lùn vừa nãy chém là không thấy có lực gì cả. Đấy, con này cực kỳ là đô luôn, nhìn rất là xịn nha. Nhìn chất thật sự luôn đấy. Cái bộ này là bộ chiến binh mà lại đeo cái con nhân vật to nhất này thì chắc chắn là không thể nào mà chê được rồi. Và hiện tại là cá quân đang dẫn đầu, mọi đằng sau thì vẫn chưa có ai. Có đúng một bạn thôi, bạn ấy gần đuổi tới rồi. Ôi nhưng mà mình rớt cái map 3 hơi nhiều, đập đầu map 3 hơi nhiều ấy. Ôi nhưng mà không sao, bạn kia bạn ấy không có đuổi được, bạn ấy cũng bị đập đầu mọi người ạ. Trời ơi, thế là chỉ còn cá quân một mình một map thôi. Liệu có lấy được cái top 1 không ta?
map bên trên. Ui lại là map tổ ong tiếp, sau này mình gặp map tổ ong khá là nhiều luôn mọi người, gặp liên tục luôn đấy. Rồi đi nhanh cái coi. Ok, và đi nhanh lại là thành công tiếp. Thì mình cũng luyện tập cái cầu thang của map tổ ong này cũng được hơn chục lần rồi, cho nên là cũng khá là quen. Rồi được cái top 1 luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ đổi con nhân vật cuối cùng nha. Và con nhân vật cuối cùng thì không cần phải đoán gì rồi. Đấy, cứ thế là mọi người biết là mình chơi con gì rồi đúng không? Và mình khi mà mình chọn cái con nhân vật bé này thì mình sẽ không để cái áo choàng đâu. Mọi người biết vì sao? Tại vì cái áo choàng nó sẽ che mất cái chân của con nhân vật và nhảy nó rất là khó luôn. Cho nên là mình sẽ đeo cái ba lô hoa trắng này nha. Và cái ba lô hoa trắng thì nó được cái cực kỳ là hợp với cái bộ này luôn. Nhìn nó cực kỳ cute luôn. Cái con nhân vật bé này thì nó không thể nào mà ngầu được đâu. Cho nên là mọi người hãy phối theo kiểu cute nha. Mọi người phối như thế nào thì phối, nhưng mà cái bộ đồ nó ngầu đến mấy thì mọi người mặc lên cái con nhân vật bé này nó vẫn không ngầu lên được. Đó, đấy, nhìn cute chưa? Cho nên là mình chọn cái ba lô cute thì cũng khá là hợp thôi. Không có gì để chê cả. Với con nhân vật to kia thì mình mới để cái áo choàng thôi. Rồi, và chúng ta cùng đến với map mới nào. Cố gắng rồi sẽ lấy cái top 1 tiếp nha. Ôi nhìn con này nó chạy cực kỳ là cute luôn ấy. Đó, thế thì mặc cái áo choàng làm gì? Trời ơi, cái áo choàng thì người ta phải ngầu ngầu lên người ta mới mặc áo choàng đúng không? Cho nên là cá quân mới quyết định là để nó đeo cái ba lô hoa trắng đấy. À, mặc cái áo choàng vào chắc nhìn hài hước lắm luôn đấy. À, như kiểu siêu nhân tí hon, anh hùng tí hon chăng? Rồi, thì cái map số 4 và map số 5 thì cũng khá là dễ mọi người. Map số 4 thì đừng có dập màn hình là được. Không có dập màn hình là qua hết à. Còn map số 5 thì cũng một chút kỹ năng thôi. Nào 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 nào. Lên nào. Rồi, lên. Rồi, hy vọng là lấy được cái top 1 nha. Đừng có rớt là được. Tại vì cái trích cuối này nó cũng hay bị rớt đấy. Rồi, nhưng mà lần này thành công rồi. Và mình về đích với 1 phút 05 giây. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ nhận thêm cái nhiệm vụ của kẻ thách thức để chơi thêm cho đỡ buồn nha mọi người. Thì mình sẽ không chơi cái con nhân vật nhỏ này đâu. Mình sẽ để cái con nhân vật dài cơ. Và sẽ giữ yên cho nó cầm cái kiếm. Bây giờ mình sẽ lên nóc để mình diệt trừ yêu quái. Không biết có yêu quái hay không nữa. Mà không biết là bắt mình lên đây để làm cái gì nữa. Không diệt trừ yêu quái gì thì là cái gì đây? Lên hóng gió chăng? Ai mà biết được. Hy vọng là ở trên đỉnh có kẻ thách thức thì nó giao nhiệm vụ cho mình sẽ có cái con rồng ác chẳng hạn đấy để mình diệt trừ đó, kiểu như vậy đấy. Rồi cái này mình cũng nhảy chưa được nhiều ấy, cho nên là mình nhảy còn hơi chậm nha mọi người ơi. Mình cũng mới nhảy lên cái đỉnh này thôi. Từ cái lúc chơi game đến giờ chưa có nhận nhiệm vụ của kẻ thách thức nhảy lên đỉnh bao giờ luôn ấy. Làm cái video này mình mới nhảy thôi. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ nhận phần thưởng là 300 tiền nha. Thì cái video của cá quân cũng xin phép dừng tại đây rồi mọi người ơi. Mọi người nếu mà thấy hay thì cho cá quân xin một like, một đăng ký kênh và nhớ comment xuống bên dưới những cái ý tưởng hay nha. Ok, bye bye mọi người.